Hôm qua ngày 26 tháng 4, Học viện Chính trị khu vực 1 thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69 B11 tỉnh ủy Thanh Hóa. Trải qua 18 tháng học tập rèn luyện, 59 học viên đã được trang bị những trí thức cơ bản, hệ thống thực tiễn hiện đại toàn diện về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vận dụng sáng tạo của Đảng ta vào thực tiễn cách mạng Việt Nam cũng như công cuộc đổi mới. Các học viên còn được cập nhật hệ thống hóa những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp thu những tri thức, kinh nghiệm trong khoa học lãnh đạo quản lý để tăng cường phẩm chất, kỹ năng, năng lực giải quyết các tình huống trong lãnh đạo quản lý, giúp cho các cán bộ thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan đơn vị công tác. Tại lễ bế giảng khóa học, 59 học viên đã được giám đốc học viện chính trị khu vực 1 cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó có 6 học viên được giám đốc học viện tặng giấy khen vì đã có thành tích học tập giỏi và rèn luyện tốt.